Sao? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường NKT. Mình là Cường NKT đây. Hôm nay thì chúng mình sẽ làm một cái món gọi là món lẩu cá tầm sông Đà. Thì các bạn cùng theo dõi chúng mình và cùng thưởng thức món lẩu cá tầm sông Đà nhé. Đây là công đoạn nhặt rau này. Chúng mình có chuẩn bị có rau muống này, bắp cải này, khoai lang này, nấm này, rau cải này. Đó, rau cải, nấm. Tiếp theo là mình chuẩn bị ít sả, bí đỏ để mình làm nước lẩu, gia vị lẩu Thái, có lẩu Thái cà chua nữa. Đó, các bác có nhìn thấy con gì đâu? Đầu của nó này. Đó, nhiều các bác chắc là cũng nhận ra, nếu mà các bác ở gần với sông Đà, Tây Bắc thì chắc là cũng có nhiều người nói về cái món cá này. Đó, các bác nhìn thơ thịt này. Đó, về món cá tầm này, làm lẩu nha các bác. Đó, đây là cá này thì mình mua, đây, chủ nhà đây, mua ở 250.000 một cân. Đó, Cường Audio nhá, chuyên bán mic nhá các bác. Và Cường là cá tê. Và thì đấy, cái này thì mua 250.000 một cân. Thì chỗ này tầm 2 cân. Thì mình sẽ tí, người ta đã làm cho mình sẵn rồi. Vừa mình có rửa chanh để cho nó hết cái nhớt và hết độ tanh ấy. Thì bây giờ mình sẽ mang đi mình thái. Theo các bác thì giá như thế này là rẻ hay là đắt? Thì các bác comment bên dưới để cho mình biết nhá. Thái theo mày đi đồng quay mình chứ. Đó, như các bác có thể nhìn thấy đây là món cá tầm. Giá thị trường là 250.000 một cân. Đây là mình mua người ta làm sẵn rồi, giờ về mình phải rửa lại cho đỡ mùi tanh thôi. Đây là có chanh nhá. Kể ta rửa rượu ấy thì nó sẽ thơm hơn và nó sẽ tốt hơn nhá. Mà rửa chanh thì nó cũng sạch sẽ và đẹp hơn. Nhìn miếng cá tầm thì toàn thịt là thịt thôi và sườn của nó là xương nó là sụn. Đó, các bác còn nhìn thấy. Rất đẹp. Đó. Nhá, công đoạn rửa nhá. Mình sẽ quay xong đây là rau này. Tiếp tục ở đây là nồi đã làm nước sẵn rồi này. Đó. Wow. Thơm thật, mùi sả, mùi lá chanh này. Quá thơm. Đó. Trong này nó sẽ có sườn này, xương này, sả này, riềng này. Đó. Và nước dùng, gia vị. Gia vị chắc là nhiều gia vị lắm, mình không kể hết đâu. Gia vị thường ngày của các bác thôi, cũng không có gì gia vị, chưa có gia vị đặc biệt đây đúng không? Gia vị nó sẽ ở đây này. Thế thôi. Đêm này. Đó. Hay có gạo không? Đó. Đầu cá này. Ok. Đây đầu cá sừng. Đầu cá này. Cái này làm bằng sụn nữa đấy. Muốn chúng con phải biết. Cái này ăn xin. Không biết nhiều bác xem video này đã thưởng thức món cá tầm này chưa? Mình cũng chỉ được thưởng thức vài lần thôi. Nhưng mà rất ngon đấy. Cá tầm sông Đà nhá. Cá tầm sông Đà nha các bạn nhá. Cá tầm sông Đà. Đó. Mua chính gốc sông Đà luôn. Ai ship đây? Cá tầm sông Đà. À, mua của người ở sông Đà đúng không? Đúng rồi. Không biết liên hệ được mà mua. Hàng xóm cũ. Để mua thì sao? Hàng xóm cũ à? Ui, rất là nhiều luôn, 2 cân. Nhưng cảm giác nó nhỏ hơn con những con lần trước mình mua. Không, con không trực 3 cân. Sợ cho nên. Ê, 3 cân. À, sợ được rồi, mua 600.000. 600.000 chứ được 3 cân. Mua 600.000 đúng không? Thế 250 một cân thì làm sao được 3 cân? Không, đều là mua 600.000 đường này có 500.000. Rau cỏ mình thì cầm. Đã rửa sạch, là sạch rồi. Các bác nhìn cái con miếng thịt này. Đó. Đó, miếng thịt này nhìn nó thứ nhất là cái thân cái thớ của nó này, như thịt lợn ấy. Vẻ con cá này thì rất chắc luôn đấy, thịt này rất chắc luôn. Xương nhỏ. Cầm ra như đúng rồi. Bố tay. Cắt miếng cắt. Nhìn con dao nó ghê vậy chứ. Nước sắc. Có sắc đâu. Không sao đâu. Cái này rất cứng. Bỏ xương rồi, xương của con cá thì. Chúng ta đến tiếp mục thái
phi lê cá tầm. Đây là lần đầu, những lần trước thì toàn là người ta bán người ta phi lê luôn cho thôi. Giờ người ta vội nên là mình tự làm. Còn dao nào? Không hết sức. Không phải, đây nó vướng gì. Chết, có lại dao đây không? Dao này sắc luôn. Dao to lắm, sợ phá mình.
Đó, sau một công đoạn chuẩn bị rất kỳ công và mệt nhọc đấy, chúng ta đã đến được cái bữa ăn của chúng ta, bữa ăn gia đình. Nói chung là có cá tầm là món cá chính thôi. Đó, cá tầm nào? Cá tầm. Cá tầm. Ngọng như thế. Nhưng mà miếng thưởng thức miếng đầu tiên là thấy tuyệt vời rồi, mình còn chưa được thưởng thức cơ. Đấy. Cá tầm này. Đó. Nhìn thấy ngon đấy. Thôi, đừng, từ từ, để ta quay xong đã. Chứ đừng làm thế mà không nói được. Nước miếng nước chảy hết rồi. Đấy, có tôm này, có khoai tây này, có nấm kim này, nấm này. Kia là tim nhá, đấy, đậu này, đó, đấy, hết rồi, còn rau này. Rau, rau chúng ta, nhiều rau thì nhiều. Đó, đây là một bữa cơm của ở miền Bắc nhá. Thì không biết các bác ở miền Nam thì có hay như này không? Chắc là cũng giống thôi đúng không? Nếu mà vào món cá thì ngồi ăn lẩu nóng này, cả mọi người quay quần bên nhau này là vui này. Không không, cái này phải không? Quay quần bên nhau. Mời các bác nhá. Mời cả nhà nhá. Cường làm video là mời các bác ấy. Mời các bác nhá. Cá này thì các bác mình sẽ thử. Câu của sông Đà thì các bác dùng câu gạ, cần câu của câu cá Edu thì tuyệt vời luôn rồi. Okay. Mình sẽ... Ăn cũng gần hết rồi. Đó các bạn nhìn thấy còn ba con tôm này. Rồi nồi lẩu vẫn nước vẫn sùng sục luôn. Thì chúng mình cố gắng đánh chén hết rồi nghỉ ngơi thôi. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nha. Và nếu bạn nào đã từng ăn cá tầm hoặc là có những sáng kiến mới gì về cá tầm hay những món mới thì có thể comment. Đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh YouTube của Cường NKT. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo của Cường NKT nha. Đây, nồi lẩu vẫn cần sụp. Chào các bạn nha.